Chào các bạn, thì bữa nay đi quay giờ tối quá, giờ 6 giờ 6 mấy rồi, giờ gặp mấy ảnh đang chở gom mấy cài mới giờ bị lúng mình ra, ảnh kéo lên xong rồi. Hello. Đây, kéo lên xong giờ ảnh đang ấy ra, ảnh đang mở dây xiềng ra để lấy cái đầu đằng kia lại gắn vô. Ủa giờ phóng nữa hả Tiền? Hả? Phóng tới tối luôn à? Ủa này nó bám đâu sao bánh xe nó không quay luôn sao? Không, cái hộp số ra chỗ này hả? Dài hộp số rồi chắc. Thì do hồi nãy chưa tải hộp số này thôi. Cái bánh xe nó tượt không đâu quay lên, hồi kéo lên nữa. Cái tàu chạy lên đây nè. Để nó chịu rồi. Trời ơi, lúng quá trời đằng kia các bạn. Lúng đằng kia quá trời luôn à, kéo lên. Nè, cái kéo tượt bánh là không chạy nè. Đó, kéo tượt bây giờ nó còn không được đâu, phải đi kéo về là mới được. Kéo đó. À. Anh kéo lên rồi giờ mới nãy anh phải kháo cái một ra, kháo cái đầu ra, kháo một lấy cái máy cụ máy cắt lúa, máy cắt lúa kéo lên các bạn. Rồi bây giờ đó là mới gắn cái đầu vô để kéo cái một đi về. Cái này lúng tù tơ giờ luôn các bạn. Có một chiếc 165 vẹt 165 rất là bự luôn, với cái mọt cứng ngắt cứng thời luôn các bạn. Đó, kia có mấy cậu lúa DC Kubota DC 70 nữa. Giờ mới đi cắt, tối mới cũng đi cắt nữa. Rồi kéo lên hết rồi, chạy hết rồi. Ủa xe kia lũi này chị? À từ nãy giờ kéo lên không điện không nói cho khỏi ra. Rồi còn ông Khánh không vậy, xe gom không xong chưa không biết. Không biết nãy giờ anh xong chưa? Xe gom tôi chạy ra đây. Tôi vừa là kéo gài cái lừa, cái giải lừa. Xe gom của Khánh á. Gom hắn nãy là về này nó bị gãy ngà nè. Rồi quay tới đây thôi các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Xin chào hẹn gặp lại các bạn video sau nha. Bye bye.